Bây giờ xin mời bà con cô bác mình trở lại với tác giả Trần Thị Nhật Hân qua bài tự truyện của một người mới tu học. Bị sổng một lần trong khóa tu học kỳ 6 tại Bỉ vì chọn ngày hè trật đường rầy. Hãng tôi làm việc phải chọn hè từ đầu tháng 2. Năm sau, tôi quyết tâm canh ngày giờ cho đúng để tham dự cho bằng được khóa tu học kỳ 7 tại Đan Mạch do Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Âu Châu tổ chức. Vì là lần đầu tiên, tôi lọng cọng bỡ ngỡ rất nhiều, từ việc tàu xe cho đến việc tu học. Nhất lại sau khóa học một tuần, tôi còn tiếp tục đi Na Uy thăm bà con sau hơn 20 năm xa cách. Nhưng rồi cuối cùng, việc đâu cũng vào đấy. Đúng 20 tháng 7, tôi khăn gói lên đường. Ngôi trường tu học tọa lạc giữa cánh đồng vàng tại một miền quê hẻo lánh của thành phố Hoa Sen, Đan Mạch. Trong khung cảnh thiên nhiên yên tĩnh, xa lánh mọi cám dỗ của phố phường, thật là môi trường thích hợp để cho ta tịnh tâm tu học. Tôi đến nơi vào xế trưa thứ sáu của một ngày nắng đẹp, rực rỡ. Sau hơn 18 tiếng, xe lửa khởi hành từ Saint Gallen, Thụy Sĩ, đến nơi người chưa mấy đông, trên dưới khoảng 50 người, đa số là Phật tử tại địa phương đến để sửa soạn phòng ốc. Chưa quen ai, tôi có hơi bỡ ngỡ, lạc lõng lúc ban đầu, đứng sớ rớ, đi ra đi vô, tôi cảm thấy vô cùng thừa thãi. Muốn làm một việc gì đó, muốn tiếp tay giúp ban tổ chức, nhưng chả ai thuê. Thế là tôi buồn, tôi đi lang thang, lanh quanh một vùng trong sân trường. Khuôn viên khá rộng, phòng ốc tuy nhiều nhưng rải rác đó đây. Ở cuối sân trường, một bãi cỏ xanh dành cho gia đình Phật tử cắm liều. Chiều đến, người người lũ lượt tụ về, càng lúc càng nhiều hơn. Chẳng mấy chốc số người tham dự đã lên tới gần 300. Sau khi nhận phòng, đóng tiền lệ phí, văn phòng trao cho tôi một phiếu ghi danh, cũng như những thủ tục nhập học thông thường phải điền tên, tuổi, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, vân vân. Có mục chọn cấp học làm cho tôi khựng lại. Có hai cấp, cấp 1 và cấp 2. Cấp 1 lẽ đương nhiên thuộc vở lòng ABC rồi. Tôi đoán mò, cấp này chạy không khỏi tiểu sử Đức Phật Thích Ca, Tam Quy, Ngũ Giới. Những điều sơ đẳng mà hồi 8 tuổi khi gia nhập quanh vũ gia đình Phật tử, lúc còn ở Việt Nam tôi đã học qua. Và bây giờ thỉnh thoảng đến chùa, tôi vẫn nghe quý thầy nhắc đến. Học lại những điều đã biết, không gì chán bằng. Nhưng nếu chọn cấp 2 cao quá, không hiểu gì cả, ngồi ngáp chùi, bơi lõm bõm thì cũng chẳng thích thú chi. Cuối cùng, chả lẽ cứ mãi là gặp nối nằm giữa hai cấp. Thôi thì, một liều ba bảy cũng liều. Tôi quyết định ngồi lớp 2, học không nổi thì tụt xuống lớp 1. Đi xuống vẫn dễ hơn đi lên mà. Hơn nữa, tu học là tu cho mình, chứ chả cho ai, nên quý thầy cũng không khó dạy, hạch sách, khảo sát khả năng gì. Chương trình học mỗi ngày 3 buổi, mỗi buổi 2 tiếng, sáng, trưa, tối, tụng kinh hay giờ ăn cũng thế. Giờ học đầu tiên, đề tài, cư sĩ Phật giáo Việt Nam trước thế kỷ 21, do thầy Quảng Ba từ Úc sang phụ trách. Đề tài có tính cách xã hội thực tế sống động nên vô cùng dễ hiểu. Xin mở ngoặc của người đọc. Thầy Thích Quảng Ba, từ lúc ở Bô Lô Bi Đông với ông năm 1982, đến giờ thầy là người tôi quý trọng nhất. Ông thuyết pháp rất là hay. Xin đóng ngoặc. Giờ kế tiếp của thầy nhắc chân, thầy dạy một cuốn kinh có tính cách chuyên môn, tựa đề Kinh Bất Tăng Bất Giảm. Buổi đầu tiên thầy cũng chỉ tâm tình vui nhộn, rồi cũng nói sơ qua về môn học. Tiếp đến nữa là giờ của thầy Quảng Bình, rồi đến thầy Trí Minh. Nhìn chung chung, quý thầy cũng chỉ giảng về chuyện đạo liên quan với đời sống, xã hội bên ngoài. Có gì khó đâu, dễ ở khà. Nhưng, chữ nhân thật là quái ác. Nhưng nếu chỉ nói dễ thôi, thì giáo lý của Đức Phật còn gì cao siêu thâm thúy để ta tìm tòi học hỏi nữa. Những buổi học đầu, tôi lâng lâng thích thú như kẻ lội nước gần bờ,
nhìn đáy cạn qua dòng nước trong mát mà khoan khoái bơi dần ra khơi. Thừa thắng xông lên, tôi ngồi luôn lớp 2, không nghĩ tụt xuống lớp 1 nữa. Người đời vẫn bảo, bể học mênh mông, triết lý của Đức Phật vốn sẵn thâm sâu nên cũng mênh mông. Càng bơi ra xa, tôi mới thấy đáy sâu thăm thẳm đen ngòm. Khi giật mình hiểu ra vấn đề, muốn quay trở lại thì sức đã tàn, hơi đã kiệt. Tôi cứ bơi lỏng bỏng ngoài khơi trước khi chìm dần trong đáy nước. Những buổi học kế tiếp, ngoài các giờ phụ giảng, dạy ít buổi hơn, của thầy Như Điển, thầy Minh Tâm, thầy Trí Minh vân vân, không vấn đề gì, còn hầu hết là giờ của thầy Quảng Ba và của thầy Nhất Chân. Như vừa nói ở trên, thầy Nhất Chân giảng dạy một cuốn kinh, những danh từ chuyên môn như bất khả tư nghị, Như Lai tạng bổn tế tương ưng thể, giới cấm thủ kiến, kiến thủ kiến, diệt kiến, thân kiến, biên kiến, nhất thiết kiến, chánh kiến, tà kiến, ô là la, toàn kiến, cả một tổ kiến. Mới nghe qua tôi đã thấy chóng mặt, càng đào sâu vào tâm thần tôi, một tâm thần vốn dĩ ngày ngật vì thiếu ngủ, như lơ lửng lạc vào sương mù. Ngồi trong lớp học, thỉnh thoảng tôi cứ gật lia, nhưng tôi vẫn cố dương mắt, ngẩng tai, cố gắng nghe để thu thập được chút nào hay chút ấy. Đôi khi tôi muốn tụt xuống cấp 1, nhưng nghĩ sao tôi lại thôi. Tuy vậy, cái không khí được ngồi trong lớp học, tìm lại khung cảnh ngày xưa thuở còn cấp sách đến trường, giành ghế, giành chỗ, tôi thấy vô cùng vui nhộn. Tôi có thật thích ngồi bằng đầu và đầu bàn, dù học dốt. Trong tình trạng này có khác nào lại ông con nấp chỗ này để cho thầy thấy rõ mình đang ngủ gật. Thật ra giành chỗ, tôi cũng có lý do. Mắt tôi cận thị nặng, nếu không ngồi bàn trên, làm sao nhìn bảng để hiểu bài. Cái cảnh xí chỗ làm cho tôi buồn cười. Không chỉ có mình tôi mà những người xung quanh, các cụ ông, cụ bà, các cô, các cậu, cứ đến gần giờ học là ai nấy, kẻ máng áo xí phần, người đặt tập trên bàn làm dấu. Tôi bỗng thấy tâm hồn mọi người trẻ thơ, trẻ như cả 15-16 tuổi. Mà ngủ gật, tôi cam đoan không chỉ mình tôi. Thỉnh thoảng tôi đưa mắt lấm lét nhìn người đối diện, tôi cũng thấy mắt họ lừ đừ rồi bất ngờ gật một cái. Tôi cười thầm trong bụng, và chính quý thầy lâu lâu vẫn hỏi cả lớp, chắc tối hôm qua bà con ít ngủ. Hẳn là vậy rồi, ngủ sao được trong trạng thái lâng lâng, rộn ràng của không khí quay quần, chẳng mấy khi có cơ hội gặp gỡ tâm tình với người đồng hương. Đó là tôi chưa kể thời gian thiếu ngủ vì thức khuya dậy sớm. Học giáo lý tới 11 giờ tối, 6 giờ sáng phải có mặt tại chánh điện tụng kinh. Tuy nhiên có một điều đáng khích lệ ở đây là tinh thần ai nấy rất chịu tu, chịu ghép mình vào khuôn khổ của tổ chức. Nếu không vậy, dành chỗ học để làm gì? Và buổi học, giờ tụng kinh nào cũng đông nghẹt, đúng giờ và trật tự. Riêng tôi không bỏ sót giờ học nào. Cố tham dự hầu hết các mục sinh hoạt của khóa tu học, kể cả sinh hoạt thanh niên với anh em gia đình Phật tử. Ở cái tuổi già chưa tới, trẻ không còn, già nhất trong giới trẻ, trẻ nhất trong giới già, tôi là cái gạch nối giữa hai giới. Thêm vào đó, với bản chất bà cụ non, cụ cũng được mà non cũng xong, nên tấp vào phía nào tôi không bị bơ vơ lạc lõng. Bỏ giờ nghỉ trưa, mặc dù buồn ngủ, thiếu ngủ trầm trọng, tôi ra tham dự trò chơi với các anh em gia đình Phật tử. Trên sân cỏ trọng ngược mà núp dưới một tàng cây lớn, được bao bọc xung quanh bởi những chiếc liều đầy màu sắc, xanh đỏ tím vàng, những tiếng cười, tiếng hát, tiếng treo hò của hơn 100 mấy đầu đủ mọi lứa tuổi đến từ nhiều quốc gia, Pháp, Đức, Thụy Sĩ, Na Uy, Hòa Lan, Đan Mạch, vân vân, vang vọng một vùng. Lâu lâu lẫn trong tiếng gió hiu hiu, tiếng ríu rít của đàn chim bay lượn đùa giỡn trên cành cây, tiếng tréo gọi nhiều lần có vẻ năn nỉ của chiếc loa phóng thanh. Ban nhà bếp thông báo, ban nhà bếp thông báo, xin mời anh em gia đình Phật tử ngay bây giờ trở về phòng ăn để ăn chè. Ở cuối câu còn thọc theo lời hăm dọa, kẹo hết, làm ai nấy cười xòa.
Anh Lộc, người hướng dẫn trò chơi, cười nói. À, lực lượng anh em mình hùng hậu, mình công lên thì chè chỉ còn nước ế, đừng có sợ. Nhưng sinh hoạt sôi nổi rộn ràng nhất vẫn là một chuẩn bị thi đua văn nghệ cho chương trình văn nghệ tối thứ năm cuối khóa. Từng đội trở về bàn bạc, tôi được ghép vào đội chánh tư duy, một trong 8 đội của bác chánh đạo, mỗi đội khoảng 13-14 người, ngồi quây quần bên nhau trên sân cỏ mượt, cùng nhau chia sẻ nỗi lo lắng của nhau. Tình thân con người như xích lại, đây là cơ hội gần gũi để thắt chặt, quen và biết rõ nhau hơn. Trong đội tôi già nhất, thêm lời quảng cáo của Trần Bảo Ninh ở Thụy Sĩ, tôi là cây văn nghệ xanh lè, nên các em hướng mắt về phía tôi trong đợi. Cũng may, trước lúc đi, tôi mang theo một băng nhạc cụ, dự định sang Na Uy sẽ giúp các con cháu của Tiến, người bà con của tôi, đang làm chi hội trưởng hội Phật giáo tại Stavanger, khi cần bài vũ còn mấy tuần. Tôi cũng vừa tập xong cho thiếu nhi tại Thụy Sĩ nhân dịp Tết Trung Thu. Nay có cơ hội sử dụng thật vô cùng thuận lợi. Chỉ ngặt bài múa cần 8 cô mà đội tôi chỉ có 3 gái. Tôi mang nỗi thắc mắc bày tỏ cùng các em. Ta có thể mượn thêm 5 cô có đội khác được không? Nhưng đội trưởng của đội lắc đầu. Mượn đồ thì được chứ mượn người thì không, với lại như thế đâu còn danh nghĩa của chánh tư duy nữa. Chợt một ý nghĩ lóe lên, tôi chưa kịp nói ra. Thịnh, một đoàn sinh cất tiếng. Hay là để tụi em giả gái múa chung với 3 cô? Thật là hai tư tưởng lớn gặp nhau, tôi biểu đồng tình, còn giải thích thêm. Đúng vậy, sẵn không có quần áo vũ để tu chút hình thức bên ngoài cho đẹp, cho hay. Ta múa diễu để chọc cười thiên hạ vậy. Còn kịch, theo tôi vốn dĩ thường phản ảnh đời sống xã hội, nên tôi đưa ý kiến với các em dựng lên những tiểu tiết sinh hoạt của những ngày tu học. Vấn đề là phải biết chọn những tiểu tiết nào nối kết lại sao cho mạch lạc, tựa những viên ngọc khéo sâu để trở thành đồ trang sức. Rồi tôi gợi ý các em nên làm như vậy, như vậy, như vậy. Thảo luận xong đâu vào đấy, cũng như các đội khác, đội tôi tìm phòng tập dược. Ngày trình diễn, mặc dù kết quả của đội chánh tư duy rất thành công theo ý muốn, tạo được những tràng cười trào lộng, cười bò lăn, nghiêng ngửa, cười đến độ át cả tiếng nhạc trập trình sống động vui tươi của bản nhạc các em đang múa. Vậy mà, buổi hôm sau, tình cờ đang trò chuyện với anh Lộc, xứ ngôn viên chương trình, một bà cụ xà lại phía chúng tôi, khều nhẹ vai anh Lộc nói, nè, ai là người chịu trách nhiệm sắp chương trình văn nghệ tối qua vậy? Sao không kiểm soát trước khi trình diễn, để cấm cản những màn vũ nham nhở giả gái rứa? Thôi rồi, đụng phải bà già trầu thứ thiệt, một bà cụ chính gốc con nai vàng, một bà cụ tận cùng sốt của phái đẹp lão. Cụ không hề biết vũ sư, người gây phiền não một trong 6 căn của cụ đang hiện diện trước mặt. Cụ thẳng nhiên tiếp, có quý thầy đang ngồi đó, múa chi mà khiêu gợi trước. Tôi xích phì cười, những bắp chân cuồn cuộn thô kệch đầy lông lá của những cậu con trai. Hở hang qua những chiếc váy đầm cũng cẩn, mà kêu gọi được quý thầy sao? Rồi bằng cái nhìn Phật tính, tôi nghĩ, pháp thân tu hành đạt tới Bồ Tát hay Như Lai Tạng, thì tâm sẽ tĩnh lặng không còn phiền não. Lời của thầy nhấc chân, nhắm mắt ngủ gật, tay tôi vẫn còn nghe rõ. Hé mắt ra, nhìn lên bảng, một đồ thị đã được thiết lập, những làn sóng hung hãn trôi nổi bành bồng, sóng thần biểu hiện Như Lai tại triền, tức chúng sinh còn vô minh. Những làn sóng lăn tăn nhấp nhô nhẹ nhàng là hình ảnh biểu tượng Bồ Tát, một đường thẳng phẳng lặng an bình, tâm Phật xuất hiện. Quý thầy chưa là Bồ Tát hay Như Lai Tạng, nhưng ít ra quý thầy đang là những bậc tu hành, đâu chấp nhất những trẻ ham vui. Nhất lại buổi văn nghệ có tính cách sinh hoạt giải trí, không nặng phần trình diễn. Tuy nhiên trước lời phàn nàn của bà cụ, lòng tôi cũng thấy nhột. Tôi xét lại màn vũ tối qua, kể cũng nham nhở thật. Vì dụng tâm muốn chọc cười thiên hạ, các em đã quá đà. Thay vì giả gái chỉ động ngực lớn bằng 2 trái quýt thay 2 trái cam, các em động to bằng 2 trái bưởi, loại bưởi của Âu Châu.
Lúc Thịnh và Tâm chống tay xuống đá phóng mình lộn ngược, những chiếc váy tóc lên, hai trái bưởi chực lăn ra ngoài. Tiện đà, Tâm đưa tay ra đỡ. Đã vậy, thấy khán giả cười ào ào, thừa thắng xông lên. Các em hăng tiết vịt. Sẵn nhạc, mambo, các em càng uốn éo nhiều thêm nữa. Anh Lộc cũng không hề biết thủ phạm đầu não tội thọt lét thiên hà chính là tôi đây. Nên vô tình, như một luật sư không công, anh biện hộ. Thưa bác, đây là sinh hoạt thi đua để các em phát huy sáng kiến, khả năng, nên không thể kiểm soát trước được. Chúng ta chỉ có thể phê phán lên án sau lúc trình diễn mà thôi. Với lại, đời sống ở hải ngoại buồn tẻ, vô vị, khó kiếm được những nụ cười thoải mái. Bọn trẻ giờ ham vui như vậy, nếu chúng ta gò bó, không hoàn thuận chúng sinh, chúng mau chán, tra xì game ma túy còn tai hại hơn. Nghe giải thích như vậy, bà cụ xuôi tai, gật gù, nhưng xem ra lòng vẫn còn ấm ức. Nếu như rứa, cho diễn chót đừng để quý thầy coi. Anh Lộc cười, tôi cũng cười, biết bà cụ khó tính. Vì chưa rõ cước mắt bên trong của vấn đề, nhưng tôi không giải thích gì hơn. Muôn thuở sở thích và quan niệm của người già và giới trẻ khó có một điểm chung, nhất là giới trẻ ở hải ngoại hiện nay, đang chịu ảnh hưởng và hấp thụ cách suy nghĩ của xã hội Tây Phương. Một sự sai biệt quá chênh lệch của hai nền văn minh Âu Á. Tuy nhiên, để hoàn thuận chúng sinh, hài lòng giới trẻ, vui vẻ kẻ già, những người tự nhận đang là gạch nối của hai giới, tôi phải tự biết có trách nhiệm làm thế nào để hài hòa từ hai phía. Bây giờ tôi mới nhận ra, tu nhập thế rõ là rất khó, rồi từ lý thuyết đến thực hành, áp dụng vào đời sống mới thiết thực, là vấn đề càng khó hơn. Cuối khóa, để trắc nghiệm khả năng tu tập của Phật tử, ban tổ chức mở một cuộc thi. Riêng tôi, từ lúc đầu nhập học, tôi ghi danh dự thính, nhưng rồi cuối cùng tôi cũng xin phép được thi. Từ sáng sớm, sau khi điểm tâm xong, bộ bụng xem ra chẳng chữ nào, tôi cũng lẫn trong đám người lũ lượt kéo về phòng thi. Người thi thì ta cũng thi, cũng liều, cũng chổng, cũng đi thi. Tôi bỗng khựng lại, lân lân hồi hộp khi chân đặt tới cửa. Vào đi, đậu hết cả rồi, bằng đã sắp sẵn tối hôm qua. Tiếng của anh Thanh từ trong lớp vọng ra. Anh Thanh là người cùng ban hành đường. Với tôi, hành đường tức là bồi bàn. Những lúc sạc bia, chạy qua chạy lại đụng độ nhau mà quen biết nhau. Đến chỗ tu học, tất cả mọi người đều phải chọn một trong ba ban. Hành đường, vệ sinh, trai soạn để làm việc, không chừa một ai. Vì sao tôi hơi tiếc không nhập ban trai soạn để học lóng tài nấu ăn của quý bà, quý cô trong ban này? Nấu chay cho hơn 300 người ăn, quý bà trổ tài, nấu rất ngon. Một bữa 3-4 món, không bữa nào trùng bữa nào, từ cà ri, bún riêu, bún bì, hủ tiếu, bò kho, mắm chay, vân vân. Làm cho ban hành đường của tôi có hôm, gặp ngày trực rửa chén mệt nghỉ. Đầu tiên tổ chức tại chùa Khánh Anh, Paris, chỉ 21 người. Năm ngoái lên 250 người, năm nay đã 300. Không biết trong tương lai tăng tới 1.000, giải quyết làm sao đây? Nhìn chồng chén dĩa cao ngất ngưỡng, có người lo lắng. Đứng đó mà nói thì không giải quyết được gì, cứ bắt tay vào làm thì mọi sự đâu vào đấy. Những sinh hoạt tập thể tại đây nói chung, ngoài lý thuyết cho ta nhiều cơ hội thực hành vào đời sống. Cái hay là bài học cho ta, điều dở cũng là điều ta cần ghi nhớ. Ra khỏi đây, ta có cảm tưởng như một sinh viên tốt nghiệp, đại học tổng hợp. Nơi đây, hội tụ đủ mọi thành phần, mọi lứa tuổi trong xã hội. Già trẻ, lớn bé, công nhân thợ thuyền, nha sĩ, bác sĩ, kỹ sư, tiến sĩ, giáo sư đại học vân vân, đủ cả. Và ở đây, người ta cũng dễ dàng tha thứ, thông cảm để xích lại gần nhau qua tình đồng đạo. Một cái giẫm chân lên nhau, một nụ cười mỉm khi ngồi đối diện trong bàn ăn, cũng có thể trở thành đôi bạn. Thôi, vào đi chứ, anh Thanh lại thúc. Không chần chờ, tôi mạnh dạn bước vào. Tôi chọn một ghế trống ở dãy cuối lớp để tránh cặp mắt giám thị của thầy khoảng ba.
Bên cạnh tôi là chị Thanh Trà, nhờ làm quen cùng sự quảng cáo của anh Thanh ngồi phía trước. Tôi được biết chị đến từ Canada và từng theo giáo sư Đại học Tổng hợp. Đại học này chính gốc con Nai Vàng ở Sài Gòn trước đây. Chị Trà có nét mặt thật tươi, cởi mở, vui vẻ, dễ gây cảm tình, bắt chuyện với người đối diện. Không phải tôi thấy sang bắt quàng làm họ đâu nhé. Cũng như tôi, chị tham dự khóa học lần đầu, ngồi bên chị tôi vẫn tâm, dù chị cũng là giáo sư mà. Có bí bài tôi có người trông cậy, tôi bắt chuyện cùng chị. Từ Canada xa xôi mà chị lặn lội đến đây, chị có tâm đạo ghê nhỉ. Ở Canada, nghe tiếng chùa Viên Giác lâu rồi, cũng tò mò muốn thăm một lần cho biết, sẵn gặp khóa tu học đến thăm dự luôn. Ngưng một lát chị tiếp. Không ngờ dưới trướng của thầy như điện quá nhiều nhân tài, chả trách chùa Viên Giác phát triển. Tôi ghé tai chị, nói nhỏ. Hiền sĩ hay tìm minh chúa, chim không lựa cành mà đậu. Đó là lẽ thường tình thôi, cứ gieo nhân lành, ắt gặt quả tốt. Xin giữ trật tự và im lặng. Tiếng của thầy quảng ba cất lên sau tiếng leng keng phát ra từ một chiếc chuông nhỏ. Tôi nhìn lên bảng. Trật tự, im lặng. Không được hỏi bài nhau, không xem tài liệu. Và sau đó tôi nhận bài thi. Từ lúc này trở đi, tôi không trò chuyện cùng chị Thanh Trà nữa. Tôi lướt qua các câu hỏi của quý thầy, có tất cả 15 câu của ba thầy, Như Điển, Nhất Chân và Quảng Ba. Dù tâm tôi thật tỉnh và trí óc vận dụng tối đa, tôi vẫn chới với trước những câu hỏi hóc búa của thầy Quảng Ba. Thế vậy mà không phải vậy. Học dễ mà thi khó. Một đại kiếp có bao nhiêu năm? 672 triệu năm. 1 tỷ 343 triệu 840 ngàn năm. 336 triệu năm. Tất cả đều sai. Con số đúng là không biết. Tôi ghi trong bài như vậy. Duyên giác thừa hay bích chi Phật chỉ cho những ai? Các bậc A-la-hán, đại đệ tử của Đức Phật như Xá Lợi Phật, vân vân. Quán Thế Âm, Văn Thù, Phổ Hiền, các giáo chủ ngoại đạo, những vị thánh nhân tự tại sinh tử nhờ thông suốt lý nhân duyên sinh khổ vũ trụ. Cả bốn câu trên đều sai. Duyên giác là chỉ cho, hết biết. Lúc giảng dạy tôi đâu nghe thầy nói về điều này. Chóng mặt tôi định kiện tới ba tòa quan lớn, nhưng lại nghĩ dù gì tôi cũng là Phật tử thứ thiệt, phải ăn hiền ở lành. Tu nhân tích đức nên lại thôi. Tôi đọc đi đọc lại một câu hỏi nhiều lần nữa, vẫn mù tịt. Mặt tôi nóng bừng, dù biết rằng thi chơi, có đậu lãnh bằng cầm cái bằng đi xin việc rửa chén cho chùa Khánh Anh. Thầy Minh Tâm vẫn không nhận, nhưng mồ hôi tôi cũng toát ra. Tôi đưa tay vào túi áo, cầu cứu từ phép lạ của ba hạt gạo đã chú niệm do Đức Đại Lai Lạt Ma tặng Phật tử nhân ngày ghé thăm chùa Viên Giác. Những hạt gạo được gieo xuống để hướng dẫn tôi tréo ở câu thích hợp. Nhưng tôi kịp nghĩ lại, dù gì tôi cũng là Phật tử thứ thiệt, nên kịp né tránh hành động thi gian học lặng đó. Cuối cùng không lẽ chịu nhận những quả trứng lộn, thì thật quê sậy. Tôi bí chú ở cuối bài thi như lời trần tình, cái lý do vì sao, còn vì sao nữa, vì tội trèo cao. Không lượng sức mình đều bồng học lớp lớn, để quý thầy thông cảm. Bạch quý thầy, con đến đây lần đầu tiên như người lạc vào vườn trầm. Con đang ngây ngất trước hương thơm ngào ngạt của trầm. Mãi mê thưởng thức kiểu cởi ngựa ngắm hoa, nên con chưa ngắt được cành trầm nào cả. Tuy nhiên con hy vọng lúc con trở ra, trên người con cũng phảng phất được ít nhiều hương thơm của nó. Nam mô A Di Đà Phật. Viết xong, rồi tôi ký tên, nộp bài. Ngày nhận lại bài, tôi vô cùng sửng sốt, 51 điểm trên 75, như vậy là không bù. Có điểm là có ăn, nhưng tôi chả hãnh diện một chút nào. Đem phân tích thật kỹ bài làm của tôi. Trong 51 điểm đó, phân nửa do đoán mò mà mò chúng, còn phân nửa mới chính thật, phản phất được ít nhiều hơn thơm của nó. Nhắc lại chị Thanh Trà, sự nhận xét của tôi về chị quả không sai. Tuy ở tuổi già, chưa tới trẻ không còn, chị vẫn rất vui vẻ, hồn nhiên. Trưa thứ sáu,
Giữa lúc tôi lẫn trong những Phật tử khác quây quần ở phòng ăn, tò mò xem thầy Như Liễn chấm thi. Bài tôi ra dễ thế này mà ai lãnh hết zero vậy cả? Thầy nói và đưa mắt nhìn lên đầu bài, than. Trời, ông này là giáo sư đại học. Tôi cười thầm nghĩ, bạch thầy, ông ta là giáo sư đại học ở trường đời, nhưng trong trường đạo thì cũng mới vỡ lòng như con thôi ạ. Thì chỉ Thanh Trà đến khều vai tôi. Ê bộ, tối mai mình muốn hát một bài đăng ký ở đâu bộ? Tôi quay lại. Em không biết nữa, nhưng dường như ở góc bàn đằng kia, mấy cô cậu đang hí hoái viết đó. Văn nghệ tối thứ bảy là chương trình đột xuất thể theo sự yêu cầu của những người yêu văn nghệ, đồng thời là chương trình giải quyết tiếp những màn ứ động của tối thứ năm. Tinh thần mọi người rất hăng say, thời gian dài 3 tiếng, không giải lao, cho mỗi tối mà vẫn chưa dứt điểm các tiết mục, từ các cụ già tình nguyện ngâm thơ, đến tăng ni, với sòng sòng thanh thiếu niên cho tới các em bé đoàn oanh vũ, ai nấy đều trổ hết tài năng. Tuy cây nhà lá vườn, nhưng nhiều màn vô cùng đặc sắc, đặc biệt nhất là các màn kịch, trong đó nổi bật màn do sự phối hợp của Ban Hành Đường và Trai Soạn, không phải màn của tôi đâu. Từ kịch bản đến diễn viên, tôi không thể tưởng tượng được, tập dượt trong thời gian rất ngắn mà đã thể hiện một cách tài tình như những nhà chuyên nghiệp. Vở hài kịch vừa tạo được nhiều trận cười ý nhị, thoải mái, vừa chuyên chở cả những ý tưởng cao đẹp từ giáo lý Đức Phật để truyền đạt đến khán giả. Chị Thanh Trà gặp tôi tấm tắc khen mãi. Không ngờ châu Âu quá nhiều nhân tài, kỳ này về Canada tôi phải quảng cáo mới được cho bà con ở bên đó bớt tính ngạo mạn đi. Lời khen tôi không rõ xuất phát từ đáy lòng hay xã giao của chị. Tuy nhiên cho dù thế nào, tôi cũng thưa cùng quý vị nhân tài Âu Châu. Khi đọc tới đoạn này đừng vội, nở mũi như trái cà chua, hết xì xăng vỗ ngực xưng tên ta đây là đỉnh cao trí tuệ, là vĩ đại, là rồi cứ ngước mặt lên cao coi trời bằng cái vung. Mà hãy nên nhớ rằng người xưa có câu, cao nhân tất hậu cao nhân trị, hoặc núi cao còn có núi cao hơn, để rồi tu tâm dưỡng tánh học hỏi nhiều thêm nữa. Trước, không phụ lời khen của khách phương xa. Và biết đâu, những khóa tu học tới, nhân tài Canada sau khi đọc bài này chẳng nóng mặt bay qua đỏ sức, thì các đỉnh cao trí tuệ châu Âu sẽ bị quê sảy đó. Chương trình kết thúc vẫn đúng 23 giờ theo quy định. Đêm cuối, một tuần nữa, Ban Trai Soạn đã rất dễ thương thay vào chung rượu Quang Hà, bằng những chén chè thân nóng hổi để bà con tiễn biệt. Vẫn trong căn phòng ấm cúng, mọi người vui vẻ trò chuyện. Nhưng trong giây phút này, gặp nhau đây rồi chia tay đường trường sông núi ngày mai ta xâm vầy. Biết vậy mà lòng ai nấy vẫn bệnh rịnh, quyến luyến không nguôi. Thôi chào nhé những khuôn mặt thân thương, chào nhé những tiếng cười, chào nhé những hàng cây và chào luôn những con mắt nhỏ li ti dễ ghét. Lớn chỉ bằng đầu mũi kim thường bám đầy trên tóc tai mặt mũi quần áo. Mà chỉ sợ phạm sát sanh trong lúc tu học, tôi không nỡ giết. Tôi xin chào, chào tất cả, hẹn gặp lại trong những khóa tu học sau. Một cuộc du ngoạn tham quan thắng cảnh địa phương, chùa chiền vẫn là tiết mục thường có trong cuối chương trình của các khóa tu học. Từ sáng sớm ngày Chủ nhật, chiếc xe bus đã chầu chực sẵn, mọi người tay xách nách mang, xiêm y thay đổi trở lại cuộc sống bình thường. Sau một tuần ghép mình vào khuôn khổ, lẫn trong nhóm người rộn ràng chờ đợi, tôi hân hoan bước lên xe chuẩn bị đón nhận không khí mới, khung cảnh mới. Đúng 8 giờ, chiếc xe trục trịch chuyển bánh, nối đuôi theo một đoàn xe con bon bon nhắm thành phố Aarhus trực chỉ. Ngồi trên xe ngắm cảnh, cũng cái kiểu cỡ ngựa ngắm hoa, tôi chỉ ghi nhận loáng thoáng hình ảnh bên ngoài, những cánh đồng lúa mạch, sông, núi, nhà cửa hai bên đường, một vài tòa lâu đài trắng toát cổ kính nằm khuất sau một công viên, chênh vênh trên một ngọn đồi nhìn ra biển, nhà nghỉ mát của vua chúa xứ Đan Mạch, ai nhìn cũng tấm tắc khen xinh đẹp, thơ mộng. Nhưng đối với tôi cho đó là một nhà tù trưởng giả được sơn son thiếp vàng. Người sống trong đó không khác như những con chim bị nhốt trong lồng son, đã chắc gì đêm đêm ăn ngon ngủ kỹ,
Nếu không sợ ma sống lẻn vào ăn trộm, ám sát, thì cũng khó ngủ yên vì những ma chết chập chờn. Đổi địa vị cho tôi lâu đài đó, chắc chắn tôi sẽ không nhận. Cứ thử xem. Ha! Đến trưa, xe dừng lại, niệm Phật đường chi hội Phật giáo Turin. Dùng cơm sau khi ghé thăm nhanh ngôi chùa Quảng Hương ở Aarhus. Nhìn chung, các ngôi chùa ở Âu Châu đa số biến từ một ngôi nhà chuyên sửa lại, trừ chùa Viên Giác. Nên cho dù trang hoàng sửa đổi thế nào vẫn thiếu nét linh thiêng trang trọng như những ngôi chùa ở Việt Nam, nhưng vì hoàn cảnh bó buộc, thôi thì có vẫn hơn không. Sau cơm trưa, tôi ở lại Surin, đợi 7 giờ tối xuống tàu vượt biển, đi phà qua Na Uy theo chương trình riêng của tôi. Chiếc xe lại tiếp tục cuộc hành trình dọc bờ biển, đưa mọi người về thủ đô Copenhagen, thăm chùa Liễu Quán, bỏ lại tôi đứng tiếc ngẩn ngơ với một chút mang mắt trước lẽ vô thường họp rồi tan, tan rồi họp của cuộc sống. Bài viết đến đây đã chấm dứt. Xin cảm ơn tác giả chị Trần Thị Nhật Hưng và cảm ơn bà con cô bác đã lắng nghe.